Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA để nhấn nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Tết Trung Thu, một chương trình quy mô sôi động đầy màu sắc với sự quy tụ nhiều ca sĩ, hoa hậu, nam vương, người mẫu và nhiều điều bất ngờ cho các em thiếu nhi và quan khách tham dự. 500 lồng đèn thú lớn đủ màu sắc dành cho các em đến trước, nhiều quà tặng giải thưởng cho các em, các gian hàng, trò chơi, ẩm thực với nhiều món ăn, thức uống ngon miệng, nhiều doanh nghiệp tại Arizona. Vé vào cửa chỉ 10 miếng kim tặng vé xổ số, trẻ em dưới 12 tuổi miễn phí. Chương trình do Cộng đồng Việt Nam Arizona tổ chức vào ngày Chủ nhật 19 tháng 9 năm 2021 tại Indo America 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Chương trình đón Trung Thu có sự góp mặt của ca sĩ Lưu Bích, Trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Di Trường, Trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Như Ý, Trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Jenny Trang, ca sĩ Minh Thành, Hoa hậu phu nhân Việt Nam USA Holly Yến Phạm, Hoa hậu phu nhân khán giả bình chọn và phu nhân áo dài Việt Nam USA Oanh Wilcox, Á hậu phu nhân Việt Nam Kelly Mai, Hoa hậu phu nhân nhân ái Quỳnh Kiều Anh, Nam vương Việt Nam và Nam vương tài năng Nguyễn Khánh Kaden, Á vương Việt Nam USA Nathan Phạm, Hoa hậu Minh Thi, Vũ đoàn Serenity, Mai Kaden quán quân tài năng trẻ, ca sĩ Nguyệt Nga, Hồng Lan, Quốc Thịnh, Thu An, Ngọc Ánh, Ngô Bạc, Phương Anh, Cẩm Hương, Quang Vinh, Thu Tâm, Thọ Phan, Hoàng Dương và nhiều ca sĩ hoa hậu người mẫu khách mời. Từ 3 đến 5 giờ 30 Tết Trung Thu thiếu nhi với hai cuộc thi Recycle Fashion và thi làm lồng đèn trao giải học bổng Euro. Gọi 480-650-5327, 480-650-5327 để ghi danh. Từ 6 đến 7 giờ PM lễ đăng quang hoa hậu và Nam Vương gồm ca nhạc và fashion show. Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ chương trình ca nhạc giả vũ Tết Trung Thu, một đêm giả vũ thật sôi động với nhiều ca sĩ được yêu mến như Lưu Bích, Duy Trường, Như Ý, Jenny Trang, Minh Thành. Bàn VIP 30 đồng một vé, bàn Super VIP 50 đồng một vé. Mùa trước được chọn chỗ ngồi, gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647 để ủng hộ chương trình. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2021, Trọng Phúc xin được bắt đầu chương trình với một số thông tin hot nhất như sau. Tin Arizona. 150 bác sĩ Arizona kêu gọi nhiệm vụ đeo khẩu trang học đường trên toàn tiểu bang. Cảnh báo thời tiết nóng quá mức cho khu vực Phoenix và Tây Nam Arizona. Tin California. Người đàn ông vô gia cư ở California bị bắt 3 lần trong 3 ngày vì tiền bảo lãnh $0. Tin Đông Bắc Mỹ. Tin Pennsylvania. Sách quá hạn 50 năm được gửi lại thư viện Pennsylvania với hóa đơn 20 Mỹ Kim. Tin New Jersey. Cuộc thi chích ngừa mang đến cho các học sinh trung học ở thành phố Jersey một vé Summer Jam miễn phí. Tin Massachusetts. Vùng chậm mới sẽ bảo vệ những con cá voi quý hiếm ngoài khơi của Massachusetts. Tin Baltimore. Morgan State tăng lương tối thiểu lên 15 Mỹ Kim, chấm dứt tất cả việc thuê mướn theo hợp đồng. Tin Hoa Kỳ. Không có bằng chứng, Giuliani đã thăm dò thông tin nội bộ của Clinton. Hướng dẫn học tập mùa hè của quận Radical Fairfax nói với các học sinh lớp 2 rằng: "Tôi cảm thấy an toàn khi không có cảnh sát." Và tin The Oak Arizona hôm nay đó là iBuyer là gì? Và cuối cùng là chương trình đời sống và văn nghệ hôm nay với chủ đề các phong cách thời trang cơ bản bạn nên biết. Và giờ đây, mời quý khán giả cùng đón xem phần tin chi tiết từ các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Tin Arizona. 150 bác sĩ Arizona kêu gọi nhiệm vụ đeo khẩu trang học đường trên toàn tiểu bang. Tin từ Phoenix, hơn 150 bác sĩ Arizona đã gửi một lá thư cho thống đốc tiểu bang Arizona là WC vào ngày 5 tháng 8 kêu gọi ông thực hiện nhiệm vụ đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang trong các trường học từ kindergarten lên tới 12, nghĩa là mẫu giáo tới 12. Các nhà khoa học vẫn chưa biết tác động lâu dài của coronavirus đối với sự phát triển của não bộ. Và các bác sĩ đã viết trong một lá thư gửi đến văn phòng của WC mùa hè này.
Và trong mùa hè này thì WC đã ký luật cấm các trường học yêu cầu các em đeo khẩu trang. Cảnh báo thời tiết nóng quá mức cho khu vực Phoenix và Tây Nam Arizona. Cũng tin từ Phoenix, cơ quan thời tiết quốc gia đã ban hành cảnh báo nóng quá mức cho nhiều quận ở Arizona do nhiệt độ cao nguy hiểm trên toàn tiểu bang. Theo các quan chức, cảnh báo có hiệu lực vào lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 8, trong đó thung lũng Phương Hoang dự kiến nhiệt độ từ 108 độ F đến 113 độ F, và các khu vực của Tây Nam Arizona thậm chí có thể thấy nhiệt độ lên tới 118 độ F. Trong khi đó, những con đường mòn đi bộ dành cho những người hiking bị đóng cửa giữa cái nóng khắc nghiệt, và Ủy ban Công viên và Giải trí Phoenix đã phê duyệt một chương trình thí điểm mới dành cho người đi bộ đường dài hay gọi là hiking, nhằm hạn chế người đi bộ sử dụng giải đường dài mòn trong thời tiết nắng khắc nghiệt như này. Và hai khu vực thường được hiking là Camelback Mountain và Puyasta Peak bị đóng cửa do cảnh báo nhiệt độ quá cao. Tin California. Người đàn ông vô gia cư ở California bị bắt 3 lần trong 3 ngày vì tiền bảo lãnh $0. Một người đàn ông vô gia cư 23 tuổi đã bị bắt trộm hôm thứ Tư vì ăn trộm một chiếc xe tải bên ngoài đồn cảnh sát khu vực Los Angeles ngay sau khi đó được trả tự do. Và điều đó trở nên anh ta thành một kẻ được thả tự do 3 lần trước pháp luật chỉ trong vài ngày vì chính sách của những quận thả những kẻ tình nghi bị buộc tội bốc bao động mức độ thấp và tội nhẹ mà không cần bảo lãnh. Tất cả các vụ bắt giữ đều xảy ra ở Glendale, cách trung tâm thành phố Los Angeles 8 dặm. Cuộc tấn công bị cáo buộc vào tội phạm bắt đầu lúc 9 giờ 45 phút tối hôm thứ Hai khi các nhân viên cảnh sát Glendale phát hiện Callum Scratcher trong một chiếc xe được cho là đánh cắp ở thành phố Upland, cách thành phố 38 dặm về phía đông. Scratcher và một hành khách bên trong đã bị giam giữ. Cảnh sát cho biết bên trong xe, các cảnh sát đã tìm thấy một đồ dùng hút ma túy. Scratcher bị bắt và hành vi trộm xe và tàn trữ đồ dùng ma túy. Anh đã được thả 6 giờ sau đó theo lịch trình tại ngoại của quận $0 và được thông báo ra hầu tòa. Cảnh sát cho biết ngày hôm sau, 3 giờ sau khi được cảnh sát thả ra, Scratcher bị bắt và bị cáo buộc ăn cắp tiền từ một lọ tiền tiếp. Sau đó, cảnh sát đã được gọi đến khu shopping ở The Americana của Brent vì báo cáo rằng một người đàn ông đã đập vào kính chiếu bên của một chiếc xe. Và người gọi cuộc điện thoại không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, cảnh sát cho biết. Palladium Event Center là một đại sảnh đường sang trọng để tổ chức các buổi tiệc cưới, hỏi, liên hoan, hôi nôi, ra trường, lễ mừng thọ hay các buổi sinh nhật long trọng và lộng lẫy. Giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ chu đáo, làm vui lòng khách hàng. Palladium Event Center tọa lạc tại 9864 West Peoria Avenue, Peoria, Arizona 85345, góc đường 99 Avenue và Peoria. Palladium Event Center có địa điểm dễ tìm, sân đầu parking rộng rãi, sức chứa 250 khách. Hãy liên lạc hôm nay 623-628-5508 để được ưu đãi với giá khuyến mãi. Palladium Event Center 623-628-5508 623-628-5508. Mộng Trinh xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt News USA, tin Đông Bắc Mỹ, tin Pennsylvania. Sách quá hạn 50 năm được gửi lại thư viện PA với hóa đơn 20 Mỹ Kim. Plymouth PA, một cuốn sách được kiểm tra cách đây nửa thế kỷ, đã được trả lại ẩn danh cho một thư viện ở Đông Bắc Pennsylvania, các quan chức cho biết. Wiper Citizen Voice báo cáo rằng bản sau năm 1967 của những đồng xu bạn có thể thu thập của Burton Houston đã đến thư viện công cộng Plymouth ở quận Luzerne vào tháng trước cùng với hóa đơn 20 Mỹ Kim. Một lá thư không chữ ký kèm theo được viết như thể chính cuốn sách cho biết, 50 năm trước,
đúng 50, một cô bé đã đưa tôi ra khỏi thư viện này vào năm 1971. Lúc này cô ấy không biết gia đình sẽ chuyển đi từ Plymouth. Hồi đó, trẻ em không được nói những điều như thế. Như bạn có thể thấy, cô ấy đã chăm sóc tôi rất tốt. Bức thư tiếp tục giải thích rằng nó được thường được đóng gói để di chuyển thường xuyên, nhưng luôn cùng với nhiều cuốn sách khác. Sau đó, nhà văn nói bằng giọng của mình, chứ không phải là cuốn sách. Sau đó còn nói rằng cô ấy thường có ý định gửi lại cuốn sách, nhưng bằng cách nào đó không bao giờ nhận được nó. Điều này đã trở thành một trò đùa trong gia đình tôi. Mỗi lần chúng tôi chuyển nhà, họ luôn hỏi tôi liệu tôi có đóng gói sách Plymouth không, cô viết. Người viết thư cho biết cô ấy biết 20 Mỹ Kim sẽ không gần đến việc trả khoản tiền phạt tích lũy, nhưng đề nghị có lẽ bạn có thể trả một số tiền phạt của một số trẻ em với nó. Cả bức thư và cuốn sách sẽ sớm được trưng bày tại thư viện, Keller nói. Danh tính của nhà văn vẫn là một bí ẩn, mặc dù cô ấy nói gia đình và bạn bè của cô ấy sẽ biết câu chuyện về cô ấy nếu nó được đăng trên một tờ báo. Tin New Jersey, cuộc thi chích ngừa mang đến cho các học sinh trung học ở thành phố Jersey một vé Summer Jam miễn phí. Thành phố Jersey đang hy vọng sẽ biến Summer Jam thành mùa hè. Thị trưởng Steve Phillips đang hợp tác với Hot 97 FM và sử dụng một chút áp lực từ bạn bè để tăng tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 ở mức thấp đáng báo động ở thanh thiếu niên trước khi các trường học mở cửa vào tháng 9. Philip đang làm việc với chương trình April in the Morning để phát vé xem buổi hòa nhạc Summer Jam của đài phát thanh cho hai trường trung học có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất. Philip nói với April trong chương trình hôm thứ Tư của mình rằng gần 80% cư dân thành phố đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đầu tiên, nhưng tỷ lệ tiêm chủng ở những người từ 12 đến 18 là khoảng 46%. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 2 tuần tới và kết thúc vào ngày 14 tháng 8. Các trường sẽ được chia thành 2 loại, những trường có ít hơn 500 học sinh và những trường có trên 500 học sinh. Toàn bộ học sinh của cả 2 trường sẽ có thể đến xem buổi hòa nhạc, nhưng chỉ khi họ được tiêm chủng. Người phát ngôn của thành phố Kimberly Wallace Skarsgård cho biết, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đang làm việc với y tá trưởng của hệ thống trường học để tham khảo chéo tất cả học sinh. Đối với những học sinh quyết định tiêm chủng, các em có thể chọn trường trung học mà mình theo học trong quá trình đăng ký tại các điểm tiêm chủng của các trường trung học, bà nói. Tin Massachusetts, vùng chậm mới sẽ bảo vệ những con cá voi quý hiếm ngoài khơi Massachusetts. Nantucket, chính phủ liên bang đã công bố một khu vực hạn chế tốc độ tự nguyện mới để cố gắng bảo vệ những con cá voi quý hiếm ngoài khơi bờ biển Massachusetts. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia cho biết vùng chậm mới nằm ở phía đông nam Nantucket và bắt đầu vào ngày 1 tháng 8, nó có hiệu lực đến hết ngày 16 tháng 8. Khu vực này được thiết kế để bảo vệ cá voi bên phải Bắc Đại Tây Dương, số lượng chỉ khoảng 360 con. Cơ quan này đang yêu cầu các nhân viên hàng hải đi vòng quanh khu vực hoàn toàn hoặc di chuyển qua khu vực đó với tốc độ 10 hải lý trên một giờ, 11.5 dặm một giờ hoặc ít hơn. Cá voi dễ bị tàu đâm và hướng vào ngư cụ. Chúng được bảo vệ theo đạo luật về các loài nguy cấp của liên bang. Baltimore, Morgan State đang tăng lương tối thiểu lên $15, chấm dứt tất cả việc thuê mướn theo hợp đồng. Baltimore, đại học tiểu bang Morgan muốn biến khu hợp xá của mình thành một nơi làm việc bình đẳng và cạnh tranh hơn, đồng thời đang triển khai một số sáng kiến mới về lực lượng lao động để biến điều đó thành hiện thực. Trường đại học thông báo họ sẽ tăng tỷ lệ trả lương cho các giảng viên hỗ trợ và sẽ chuyển đổi một số nhân viên hợp đồng hiện tại sang trạng thái toàn thời gian với các quyền lợi. Nó cũng sẽ trở thành tổ chức địa phương mới nhất trả cho người lao động mức lương thấp nhất, ít nhất là 15 Mỹ Kim mỗi giờ, bắt đầu từ ngày 4 tháng 8, trước thời hạn do nhà nước áp đặt để tăng mức lương tối thiểu ở tất cả các nơi làm việc vào năm 2025. Các biện pháp mới này được đưa ra khi tiểu bang Morgan tìm cách giải quyết sự bất bình đẳng của nhân viên một cách sâu sắc và có ý nghĩa, trường đại học da đen lịch sử cho biết trong các tuyên bố.
tin Hoa Kỳ. Không có bằng chứng, Giuliani đã thăm dò thông tin nội bộ của Clinton. Tin từ Washington, Tổng thanh tra của Bộ Tư pháp đã tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy các nhân viên FBI đã chia sẻ thông tin nội bộ về cuộc điều tra qua email của Hillary Clinton với Rudy Giuliani. Câu hỏi về việc liệu có ai đã làm rò rỉ thông tin Giuliani nảy sinh sau khi cựu thị trưởng New York phát biểu trong một lần xuất hiện trên truyền hình vào ngày 26 tháng 10 năm 2016, rằng ứng cử viên Donald Trump khi đó đã có một số bất ngờ khá lớn về mặt thiên văn học. Trong những ngày tới, hai ngày sau, James Comey, giám đốc FBI vào thời điểm đó tiết lộ rằng FBI sẽ mở lại cuộc điều tra email của Clinton sau khi tiết lộ về các email ban đầu. Tổng thanh tra đã xem xét liệu có ai đã vô cớ lật tẩy Giuliani hay không, đồng thời kiểm tra rộng hơn về các mối quan hệ giữa các quan chức FBI và các sứ giả trong quá trình điều tra xử lý Clinton có xử lý sai thông tin bị loại trên máy chủ của email cá nhân của bà hay không. Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm, Giuliani nói với văn phòng cơ quan giám sát rằng ông không nhận được bất kỳ thông tin nào về cuộc điều tra Clinton và việc Comey bình luận về việc mở lại cuộc điều tra là một cú sốc đối với tôi. Tôi không biết trước về bất kỳ ai trong số họ. Giuliani bày tỏ bằng lời nói rằng ông ta không liên quan hoặc là liên lạc với bất kỳ đặc vụ FBI hiện tại nào vào trong tháng đó và các quan chức cũ mà ông ta giao tiếp không có thông tin về các cuộc điều tra của FBI. Là một thành phần của cuộc điều tra, văn phòng tổng thanh tra yêu cầu FBI xác định những vụ đặc vụ nào có hoặc có thể đã liên lạc với Giuliani. FBI đã xác định danh tính 4 nhân viên, nhưng mỗi nhân viên nói với văn phòng cơ quan giám sát trong cuộc các phỏng vấn rằng họ không có bất kỳ liên lạc nào với Giuliani theo báo cáo. Do đó, các số điện thoại do FBI gán cho Giuliani không thuộc về Giuliani, báo cáo cho biết. Theo đó, thì các chỉ đạo điều tra có mục đích do FBI cung cấp dựa trên các liên hệ của nhân viên FBI với bị cáo với cáo buộc với Giuliani là sai lầm. Hướng dẫn học tập mùa hè của quận Radico Fairfax nói với các học sinh lớp 2 rằng tôi cảm thấy an toàn khi không có cảnh sát. Học khu đông dân nhất của Virginia Fairfax County Public School đang phát hành hướng dẫn học tập mùa hè cho các học sinh bao gồm cái thông điệp là tôi cảm thấy an toàn khi không có cảnh sát. Thêm một tài liệu rò rỉ cho cha mẹ bảo vệ giáo dục. Nhiều người đã mệnh danh Virginia là điểm không có cơ sở vì cuộc chiến trên toàn quốc chống lại kế hoạch truyền bá chủng tộc cấp tiến, thuyết chủng tộc cực đoan đang tràn ngập các trường công lập. Trong khi một số khu vực chánh ở Virginia, chẳng hạn như là quận Roselle, đã chống lại quyết định việc theo đuổi một chương trình nghị sự chính trị cấp tiến như vậy. Một chương trình nghị sự nói với học sinh da đen rằng cuộc sống của họ không quan trọng và họ vốn đã bị áp bức. Đồng thời thì lại nói với học sinh da trắng rằng họ phải hành động hoặc bị coi là chịu trách nhiệm về sự áp bức đó. Có mục đích những quận khác như là quận Lauderdale, Albemarle và Fairfax dường như đã quyết định đi trước hoàn toàn. Thông điệp chống cảnh sát được cung cấp bởi kênh YouTube có tiêu đề là Work Kindergarten trong một video có tên là Safe by Key. Cùng với lời hùng biện chống cảnh sát, văn bản đề xuất của FCPS còn tiếp tục trong lời kêu gọi hành động hiếm khi được che đậy bằng lời nói: tôi cảm thấy an toàn khi không có cảnh sát và không có ai trách nhiệm phải cho tôi biết cảm giác của tôi. Những nhiệm vụ của mỗi người là chắc chắn rằng những người đang bị đối xử bất bình đẳng cũng cảm thấy an toàn. Afra Nomani, phó chủ tịch phụ trách chiến lược và điều tra của PDE, nói với Breitbart News rằng bằng cách chia sẻ thông điệp này, tôi cảm thấy an toàn khi không có cảnh sát. Họ đang kích động sự mất lòng tin của những người chống cảnh sát ở trẻ em. Bạn còn có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Đi ốc Arizona, iBuyer là gì?
nhằm giúp đỡ quý khán giả muốn bán nhà nhanh và có thêm nhiều lợi ích khi bán nhà. Hôm nay trong chương trình Địa ốc Arizona, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về iBuyer qua phần tiếp chuyện của anh Long Lê, chuyên viên địa ốc uy tín và nhiều năm kinh nghiệm tại Arizona. Trọng Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và ngày hôm nay trong chương trình Địa ốc Arizona thì Trọng Phúc rất là vui khi gặp lại Long Lê. Chào Long. Dạ, chào anh Trọng Phúc, chào quý vị khán giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một cái đề tài mà Trọng Phúc nghĩ rằng quý vị cũng sẽ muốn mua nhà tại Arizona hay muốn bán nhà tại Arizona thì chúng ta cũng cần nên biết, vì cái đề tài này nó tương đối nó hơi mới. Và đặc biệt với Trọng Phúc thì nghe cái tên thì nó rất là không có hiểu gì về nó, đó là iBuyer. Ngày hôm nay thì mời Long có thể chia sẻ iBuyer là gì. Dạ, thì trước hết á, cái định nghĩa của iBuyer, iBuyer không phải là một sản phẩm của Apple, nó không phải là iPhone, cũng không phải là iPad hay là iPod gì hết anh. Nhưng mà chữ buyer là người mua rồi, mà chữ I có nghĩa là instant, tức là nhanh đó, nhanh, mua rất là nhanh. Thì đây là những công ty họ có tiền rất là nhiều, họ mua nhà để với mục tiêu là invest, tức là đầu tư. Một là họ giữ lại nhà, hoặc là hai là họ cho mướn. Thì những người này thường thường họ sẽ mua bằng bằng cash cho các căn nhà của quý vị. Mua với tiền mặt á. Nghĩa là anh nghĩ cũng có thể cái này cũng là một cái công ty invest, nghĩa là những người mà họ chơi bất động sản á, vậy bất động sản mua mà gọi là stock rồi kia đó, họ có thể họ đầu tư vô những cái công ty này phải không? Đúng rồi, có một số công ty của iBuyer đã lên thị trường bất động thị trường stock rồi. Một trong năm cái iBuyer lớn nhất trên toàn nước Mỹ đó là Opendoor, Offerpad, Zillow, Knock và Redfin. Đó là năm cái iBuyer lớn nhất, thì trong đó hai công ty Opendoor và Zillow đã có stock rồi. Thì đó là một hình thức mà người ta huy động vốn để mà lấy cái tiền đó để đi mua nhà cho họ. Vậy thì cái bán nhà cho iBuyer thì có lợi có hại như thế nào? Dạ, bởi vì nó quá mới, nhiều người sẽ không biết về vấn đề này. Nên hy vọng rằng Long có thể chia sẻ để mọi người chúng ta cùng biết về cái lợi cái hại khi bán cho iBuyer. Dạ, trước hết đó, thì cái tin mừng cho thị trường tại Phoenix, Arizona đó là vì cái thị trường nó rất là hot, cho nên cả 5 iBuyer, Opendoor, 5 người mà hồi nãy em nói, Opendoor, Zillow, Offerpad, Redfin hay là Knock đều có mặt tại thị trường Phoenix, Arizona này hết. Và cái lợi của việc vấn đề iBuyer là hồi nãy em cũng có mention một chút xíu, có nói qua một chút xíu, đó là cái vấn đề họ sẽ trả bằng cash. Và cái lợi nhất mà về trả bằng cash, tức là họ sẽ không phải phụ thuộc vào cái vấn đề appraisal, vấn đề định giá của người lender. Nếu như mà một người mà cần phải có mortgage thì cái người lender sẽ yêu cầu là ok phải bật định giá nhà appraisal, còn cái vấn đề này là không, thưa quý vị, họ trả bằng cash cho nên họ không bị phụ thuộc. Mình không phải, cái người chủ nhà không phải lo là ok họ trả như vậy rồi mai mốt họ có trả xuống hay không. Là như vậy là có nghĩa chắc chắn được cái giá đó. Rồi mình bán vào khi mình thấy họ trả, mình thấy cái giá đó là vừa ý mình rồi đó thì mình đảm bảo. Đúng rồi. Anh muốn hỏi là như vậy khi mà cái lợi của nó, khi có 5 công ty đều ở tại Arizona, nghĩa là cái mức độ cạnh tranh nó sẽ cao hơn để họ biết với nhau để họ mua nhà của mình. Đúng rồi, họ dĩ nhiên họ sẽ biết với nhau, nhưng yes and no, thì cái đó là cái một trong những cái sai lầm của người seller. Nhưng mà chúng ta sẽ đề cập về cái đường chương trình đó trong cái chương trình lần sau không ạ? Rồi về đời. Nên là giới thiệu trước để chúng ta có thể có khái quát về cái iBuyer như thế nào. Đúng rồi. Cái lợi thứ hai của việc bán nhà cho iBuyer đó là chúng ta không cần phải sửa chữa nhà. Đối với những người investor này thì họ nhìn căn nhà với một cái khung kiến khác, một cái góc nhìn khác, là họ nhìn để mà có khả năng đầu tư lại hay không. Thì chúng ta không cần phải sửa chữa nhà gì hết, cho nên chúng ta trong đối với những người mua bình thường thì chúng ta sẽ ở nhiều khi vô hợp đồng là một chuyện, rồi nhiều khi họ thấy ở sửa hư cái này, hư cái kia, hư cái nọ, cho nên là họ sẽ đòi một là quý vị phải sửa chữa, hai là giảm cái giá tiền mua xuống.
người bay iBuyer, chính vì họ là công ty lớn cho nên họ có nguyên một cái đội sửa chữa nhà riêng của họ, cho nên chính vì vậy mà cái sửa cũng những chi phí sửa chữa rất là thấp với họ. Thông thường thì họ, nếu mà có nhiều cái vấn đề sửa chữa quá, họ sẽ yêu cầu quý vị một cái số tiền credit, số tiền nhỏ trả lại cho họ, nhưng mà cái số tiền nó rất là thấp so với việc là người mua bình thường phải đòi đi kêu người sửa. Đúng rồi. Cho cái này anh hỏi thêm một tí nữa, bởi vì những gì mà anh hy vọng là nó pop up thì giúp cho quý vị, những người nào cũng có thể cũng sẽ có những câu hỏi giống như vậy. Thì trong cái trường hợp mà có một số căn nhà mà họ bán nhưng mà gần giống như nó tiêu tùy quá mức rồi, thì những cái iBuyer này họ có mua hay không, hay là chỉ dành cho những cái, bởi vì có một số cái công ty họ mua nhưng mà giống như họ destroy cả cái căn nhà để họ build lại, họ chỉ mua cái đất thôi. Thì có những trường hợp đó thì những cái iBuyer họ có mua hay không, bởi vì họ investment. Câu hỏi rất là hay. iBuyer nó không phải là wholesaler hoặc là những người mua fix and flip, cho nên nếu như mà những căn nhà mà nó không có khả năng giống như là quá tồi tệ hoặc là không có khả năng để mà đảm bảo cái an toàn cho cái người mua sau này, thì họ sẽ không mua những cái căn nhà đó. Và trên thực tế đó họ có những cái tiêu chí mà mình phải follow, cái căn nhà phải đạt chuẩn của họ thì họ mới mua. Cho nên quý vị, cái phần iBuyer thì cũng sẽ có những cái đặc biệt của riêng của nó. Nó không phải là chỉ là một cái nó cạnh tranh với nhau để mà nhà gì nó cũng mua. Rồi. Cái lợi thứ ba là cái này rất là đặc biệt và rất là hữu ích cho những quý vị nào hiện giờ đang muốn mua nhà và muốn bán nhà và mua một căn nhà khác. Đó là cái closing date, cái ngày mà quý vị hoàn thành cái thủ tục nhà của quý vị đó. Quý vị có thể được chọn được cái ngày đó. Tức là mình có thể chọn là ok, thí dụ nhanh nhất là thông thường là 14 ngày và chậm nhất là thí dụ 6 tháng trở lên. Thì rất là có lợi. Là tại sao? Tại vì trong thời điểm này có rất, Long biết có rất, cũng rất nhiều người muốn thay đổi nhà nhưng mà cứ sợ rằng ok, bán nhà thì dễ rồi nhưng mà mua nhà thì lại rất là khó, đúng không? Là mình không biết khi nào mà mình mua được. Exactly. Và nếu mà mình không có hợp đồng thì mình đi mua nhiều khi mình lại không được chấp nhận, là tại vì mình chưa có tiền để mà mua. Thì cái iBuyer này sẽ giải quyết cho quý vị cái vấn đề đó. Thí dụ như quý vị vô hợp đồng, quý vị có chấp nhận cái offer của họ, thấy số tiền nó hợp lý, vô hợp đồng, rồi chúng ta xác định là ok, 6 tháng sau chúng ta close. Rồi trong vòng 6 tháng đó, chúng ta đi tìm nhà, chúng ta cầm cái hợp đồng trong tay thì chúng ta rất là mạnh, tại vì có cái tiền mặt trong tay rồi, đúng không ạ? Nên chúng ta mua được thì chúng ta có thể dời cái ngày closing date lại nhanh hơn, để mà chúng ta không phải vẫn có được thời được phải không? Yes. Nghĩa là nếu mà mình nói là 6 tháng sau mình mới dời, nhưng mà nếu mình mua được sớm hơn 3 tháng thì mình cứ dời sớm lại. Một cái câu hỏi của phần này, nếu mà mình dời 6 tháng sau đó thì mình có phải trả cái phí nào không? Ví dụ như là bởi giống như mình renting lại cái nhà của người ta trong vòng 6 tháng và mình dời lại thì họ có cut bớt cái phần đó hay không? Dạ không, hoàn toàn chúng ta không phải trả một cái phí gì hết. Nếu mà chúng ta xác định là ok, 6 tháng sau tôi mới close, thì trong vòng đó quý vị cứ muốn làm gì đó làm, chúng ta không phải trả một cái phí gì hết. Rất là tiện. Dạ. Nếu như mà chúng ta close rồi, thí dụ như 6 tháng sau chúng ta vẫn chưa kiếm được nhà, rất là hy hữu, nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn chưa kiếm được nhà thì nhiều khi một số công ty họ vẫn cho quý vị extend thêm, gia hạn thêm cái đó, là thí dụ như 2 tuần, 3 tuần gì đó. Nhưng mà cái 2, 3 tuần đó thì quý vị phải trả tiền. Đúng rồi, giống như mình thuê của người ta. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đó là sau cái thời gian rất là dài rồi, đúng không? Đúng rồi, 6 tháng đâu phải ít đâu. Nửa năm. Nửa năm. Mà mua nhà không được, có tiền đụng tay rồi cũng mua nhà không được. Là cũng không phải là cái, như là nhiều khi kén chọn quá. Đúng rồi. Chứ còn khi là đã mua, khi mình quyết định mua rồi đó thì dĩ nhiên là mình đã biết cái nhà của mình như thế nào, cái vốn của mình có ra sao, thì cái chuyện mà 6 tháng thì rất là nhanh, không phải là cái thời gian đủ cho mình để mua một căn nhà. Rồi sau đây là ba cái lợi của vấn đề mà mua nhà từ bán nhà cho người iBuyer, tức là Long nói, em nói tóm gọn lại là họ trả bằng cash, họ không cần sửa chữa gì hết và mình có thể chọn cái ngày closing date cho cái căn nhà của mình. Quá tuyệt vời phải không? Dạ. Nghĩa là cái chuyện này thì thật sự là để mà mình có một cái thời gian, mình bán xong rồi, nghĩa là sau này cái nhà nó có lên hay có xuống thì hoàn toàn không ảnh hưởng về cái vấn đề này nữa. Đúng rồi. Thành ra là mình nó rất là dễ, bởi vì thật sự mình an tâm.
mình bán xong mình an tâm, mình không có bị kỳ nèo gì hết. Nhiều khi nhà nó xuống đột ngột đó mình cũng không ảnh hưởng gì hết. Dù có lên thì mình cũng nói là cái thời gian 6 tháng mình sử dụng mà miễn phí. Và anh thấy rằng trên cái phần mà iBuyer thì thấy rất là nhiều cái điểm lợi, bởi vì thật sự khi mà mình mua cái nhà mà extension ra, gọi là giới hạn ra là 6 tháng nữa, thì lúc bây giờ mình có nhiều thứ để mình có thể chuẩn bị, mình không có hồi hộp. Và cái nhà của mình mà giống như trong 6 tháng đó mình không phải trả tiền thuê mướn hay là phải đi tới một cái khách sạn đó mình ở nhờ một thời gian, mà 6 tháng rất là dài. Và sau đó khi mình mua nhà xong rồi mình mới có thể, miễn sao là cái thời gian mình chưa hết hạn mình trả vẫn được. Còn nếu mình muốn trả sớm thì mình có thể trả sớm để cho nó xong rồi mình nhận cái tiền đó lại. Đúng rồi. Như vậy thì trong cái lĩnh vực như vậy thì khi mà mình khi nào thì mình lấy được cái tiền, cái tờ giấy thì có rồi đó, thì khi nào mình lấy được tiền? Khi nào mà mình ký giấy bán nhà cho họ. Tại vì trong quá trình mình đi kiếm nhà thì mình vẫn chưa có ký giấy bán nhà cho họ, và escrow title company vẫn chưa có hoàn thành thủ tục được. Khi nào mình ký giấy thì mình sẽ có tiền. Tuy nhiên á, nếu mà cái tờ giấy đó nó cũng rất là giá trị, nó giá trị hơn để mà cho quý vị đi mua căn nhà khác. Tại vì khi cái người agent phía bên seller của cái nhà mình bán nhà mua đó sẽ nhìn cái giá, cái đó là một cái bằng chứng là quý vị có tiền, chứ không phải là một tờ giấy không. Tờ giấy không, đúng rồi. Cái này anh lại hỏi một cái nữa. Như vậy thì nếu mà họ đưa tờ giấy cho mình mà sau này mình cái giá nhà mình lên mình không chịu bán thì nó có bị ảnh hưởng không? Cái này là một cái rất là đặc biệt của iBuyer. Tùy công ty nữa ha. Một số công ty sẽ cho quý vị cancel, hủy hợp đồng bất cứ lúc nào mà quý vị chọn. Ví dụ như một tháng, hai tháng sau quý vị cảm thấy giá nhà của quý vị lên nhiều quá, quý vị có thể có quyền hủy hợp đồng. Có quyền hủy hợp đồng và quý vị không phải bồi thường một cái gì hết. Không phải tốn tiền lệ phí gì hết. Đối với những hợp đồng mua nhà bình thường đó, người cho những người mà đi mua nhà dùng mortgage, người seller không có cái quyền cancel bất cứ lúc nào. Đúng rồi, khi đã đồng ý cái giá đó rồi. Đã đồng ý cái giá đó rồi thì chúng ta không thể quay ngược lại nữa, đúng không ạ? Anh có nhớ cái bài của em nói trước đó, nếu mình được quyền cancel nếu mà họ vi phạm một số cái hợp đồng. Còn nếu không thì mình không có quyền. Đúng rồi. Nhưng mà riêng trường hợp này thì cũng có một vài công ty họ có thể cho buyer cho phép quý vị được quyền hủy hợp đồng trong vòng thời gian nào đó, bất cứ lúc nào chứ không phải trong vòng thời gian nào đó. Thì cái này quý vị nên contact với cái agent của mình, liên hệ với cái người agent, những người nào mà biết về cái vấn đề iBuyer run. Tại vì không phải công ty, không phải ai cũng làm việc với iBuyer thường xuyên, và không phải công ty iBuyer nào cũng giống nhau, cho nên tùy theo những cái hợp đồng mà quý vị ký nó sẽ có những cái điều luật khác nhau. Nhưng mà có trường hợp là chúng ta người seller được quyền cancel bất cứ lúc nào, mặc dù trong thời gian đang gọi là đã đồng ý với giá cả với nhau hết rồi, và trong mà đã chỉ thời gian mà đi tìm nhà thôi mà mình vẫn có quyền. Vậy thì quay lại một câu hỏi dành cho Long. Long nói về cái đề tài này thì vậy thì Long có làm việc với iBuyer hay không? Trong vòng 2 tháng vừa rồi thì em vừa mới tham dự một cái khóa gọi là iBuyer Certificate. Tức là mình hoàn tất cái khóa học đó để mà mình tìm hiểu chuyên về cái làm cách nào để mà xử lý những cái trường hợp mà của iBuyer, làm cách nào để mà đối phó với họ, làm cách nào để mà hiểu được những cái hợp đồng, những cái quá trình mà họ đưa ra để mà giúp cho những người bán. Thì đó là em đã giúp được rất nhiều quý vị đã bán được nhà cho những cái iBuyer này, tại vì nó rất là tiện lợi cho người bán tại thời điểm này. Như vậy thì quá tuyệt vời, cái là cái kinh nghiệm mình đã có và cái kiến thức mình có, mình đã áp dụng hai cái đó. Vậy thì cái số điện thoại nào mọi người có thể liên lạc với Long nếu mà họ muốn bán cho iBuyer? Bởi vì thật sự cái iBuyer không phải là nó đơn giản, bởi vì nó cũng sẽ có những cái rule, những cái luật lệ của nó, mà nếu không biết thì không thể deal được. Mình mất đi một số cái giá trị trong khi mình muốn bán nhà. Và thì cái số điện thoại Long có thể chia sẻ để mọi người nếu mà có cái cơ hội mà bán nhà cho iBuyer thì có thể liên lạc với Long để mà hoàn tất những cái thủ tục, hay là có những cái bước nào đó mình deal với họ. Số điện thoại của em quý vị có thể liên lạc tại 602 515 2442. Yeah.
Và bây giờ mình qua một cái đề tài thứ hai của cái iBuyer, nghĩa là lợi và hại như thế nào trong cái việc bán nhà cho iBuyer, phải không? Hồi nãy thì mình đã nói về ba cái lợi rồi. Mua nhà bằng tiền mặt, không cần phải sửa chữa, và quý vị chọn được nhà ngày close, ngày mà chúng ta hoàn tất hợp đồng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề là ba cái hại của iBuyer, tại vì không có thể nào là một cái gì bắt tuyệt vời trong được. Nó phải có cái này và có cái kia, thì tùy theo quý vị lựa chọn. Thì again, liên hệ với người agent để mà chúng ta có thể có cái tham khảo chính xác để mà coi cái trường hợp quý vị có nên đi với iBuyer hay không, hay là nên đi với một cái người một cái traditional, tức là cái cách bán nhà thông thường. Đúng không? Như vậy thì mình quay lại cái câu hỏi một lần nữa. Là nghĩa là khi mình đăng cái bản bán nhà ra thì sẽ có nhiều người tới mua, trong đó có những cái iBuyer. Thì lúc bây giờ mình sẽ đặt trên bàn cân coi thử cái iBuyer với cái người mua bình thường thì cái nào nó tiện lợi hơn. Và cái người agent của mình á, nếu mà họ thật sự mà họ chuyên về, họ biết về cái iBuyer đó, thì lúc bây giờ họ sẽ giúp cho mình định giá iBuyer hay là người mua thường. Còn nếu mà họ không hoàn toàn không biết gì về iBuyer thì thật sự là họ cũng sẽ không có deal được. Lúc bây giờ thì mình sẽ mất đi cái lợi thế về cái những cái điểm lợi của iBuyer. Cái anh Trọng Phúc nói rất là đúng, chúng ta sẽ phải so sánh giữa iBuyer và cái thị trường bình thường, coi cái phía nào có lợi hơn. Tại vì tới cuối cùng chúng ta quan trọng là cái số tiền chúng ta thu về được. Đúng rồi. Chúng ta phải so sánh, biết được cái, những cái chi phí của iBuyer như thế nào, và so sánh với lại cái việc là chúng ta bán trên cái thị trường bình thường thì sẽ ra làm sao, cái tiền cuối cùng nhận được nó khác nhau như thế nào. Một trong những cái mà hồi nãy anh Trọng Phúc có nói là nói sơ là người iBuyer sẽ tới mua nhà của mình, nhưng mà xin thưa không phải. iBuyer họ là công ty lớn cho nên là họ sẽ không có tới mua nhà của mình đâu. Nhưng mình phải nộp cái thông tin của nhà mình lên cái công ty của lên cái công ty của họ. Thì đó là một trong những cái disadvantage, những cái bất lợi của công ty này, là vì chính vì nó không có người đi dạo đảo đi mua, họ không phải là một người đi mua, cho nên nó là chúng ta phải chủ động, thì người agent có thể giúp cho quý vị cái chuyện đó ha. Tuy nhiên cái vấn đề là cái process, cái quá trình của mỗi công ty sẽ khác nhau. Mỗi công ty nó sẽ có một cái quá trình khác nhau để mà hoàn thành cái thủ tục, cho nên cái đó rất là bất lợi. Nếu như quý vị không biết cách làm thì cái đó sẽ require nhiều giấy tờ này nọ và nhiều cái thông tin quý vị cần phải cung cấp mà nhiều khi quý vị không rành, và thời gian nhiều khi nó sẽ kéo dài thời gian để bán nhà. Dạ đúng rồi, đó là cái bất lợi số 1 ha. Bất lợi số 2 hồi nãy mình có nói sơ là họ bán nhà, cái mục tiêu của họ là đưa cho quý vị cái sự thuận lợi, tức là quý vị được quyền chọn cái ngày closing day, quý vị được có tiền mặt trong tay, không phải sợ appraisal, định giá nhà. Nhưng mà họ sẽ charge cái tiền service fee, một cái tiền đó nó gọi là để phí sử dụng dịch vụ của quý vị. Thì tùy theo công ty, có công ty charge 3%, có công ty charge 5%, có công ty charge 6%. Thì đó, giống như nãy mình cũng phải cân đo đong đếm cái túi tiền cuối cùng của mình nhận được có lợi hơn hay không. Bởi vì 3% cũng rất là lớn, giống như là một cái agent luôn rồi. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Cái bất lợi thứ ba nữa là chúng ta không hoặc là rất ít những cái quyền mà nó gọi là trả giá, negotiation. Tức là thí dụ như họ đưa một cái giá offer như vậy, thí dụ nhà quý vị họ offer nhà quý vị 400, họ mua nhà quý vị 400, thì không là chúng ta trong cái thị trường bình thường đó, chúng ta có thể nói ok có thể mua 405 hay không, có thể mua 410 hay không. Nhưng mà đối với người buyer thì họ không, họ chỉ có một cái giá đó là 400. Trong một số trường hợp người agent có quyền, người agent có thể trả giá ngược lại đối với họ, nếu như mà họ, cái người agent biết cái cách để mà nói chuyện với cái phía bên người iBuyer. Nhưng mà thông thường đó, nếu như mà là một người seller bình thường đó và không có cái gì kinh nghiệm về thị trường thì họ chỉ đưa một cái giá đó thôi. Cái khó khăn thứ cái bất lợi thứ tư là hồi nãy mình cũng có nói sơ là về vấn đề cái tình trạng của căn nhà. Đối với mỗi một người iBuyer đó, mỗi một công ty iBuyer họ có những cái quy định khác nhau để mà mua nhà. Thí dụ như công ty này chỉ mua nhà dưới giá 600.000, diện tích 3.000 trở lên, thì 3.000 trở xuống, anh nói thí dụ như vậy. Thì nếu như mà cái căn nhà của quý vị nó không có vô ở trong cái, không cái có đúng của những họ cái requirement yêu cầu của họ thì họ sẽ không mua nhà của quý vị. Nhiều nhà mặc dù nó to hơn
nó rẻ hơn thị trường, nhưng mà bởi vì nó quá cái budget mà họ đưa ra rồi, họ phải không mua. Đúng rồi. Hoặc là cái nhà của họ một cái giá đấy, đối với mình thì mình thấy dễ dàng cho người ta mua, nhưng mà trong đó là nó không có ở trong cái những cái mà yêu cầu đó thì phải không được. Dạ. Tại vì quý vị nhớ được rằng là cái mục tiêu của họ là invest, một là họ bán, hai là họ cho mướn. Cho nên nếu mà quý vị có căn nhà 3-4 triệu thì cái xác suất mà cho mướn được cái căn rất nhà 3-4 triệu đó rất là khó so với những căn nhà 3-4 trăm, đúng không ạ? Thì họ thà là họ mua căn nhà 3-4 trăm họ mua được 10 căn còn hơn là họ mua căn 3-4 triệu không ai mướn, không muốn, không mướn được hoặc là không bán được. Dạ. Đó. Thì đó là bốn cái điểm bất lợi của việc bán nhà cho người iBuyer. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái iBuyer là một cái lợi thế trong thời điểm ngày hôm nay, nghĩa là những người mua có rất là nhiều cái điểm lợi, và đặc biệt là những người mà mua bán nhà mà để mua nhà để ở, để di chuyển chỗ đó, thì cái iBuyer là một cái điểm lợi thật là tuyệt vời. Tuy nhiên thì đối với iBuyer thì bởi vì nó mới và không phải ai là những người mà gọi là đi ốc đó, thì đều có thể biết về cái iBuyer và có thể giúp đỡ cho quý vị. Và tuy nhiên nếu mình đi bán nhà, buôn nhà bán nhà đó, mua nhà bán nhà đó, mà mình chỉ gặp những người, cái agent mà họ chỉ có mới biết trong lĩnh vực bình thường thôi đó, thì mình mất đi một cái ưu điểm của một cái lợi thế để mình có thể mình so sánh. Thật sự không phải cái nào tốt hơn cái nào như thế nào, iBuyer nó vẫn có những điểm bất lợi phải không? Tuy nhiên nếu mình book mình biết được cả hai bên, mình có thể để lên bàn cân thì mình có thể thấy cái nào at the end, cái nào đem lợi về cho mình. Cho nên cái điểm này anh thấy là rất là vui khi cái chương trình đi ốc của chúng ta thì Long cũng đã bước qua từng trải về cái lĩnh vực iBuyer, có kiến thức và cũng đã có kinh nghiệm, nghĩa là mình đã học hỏi về cái đó, ngoài ra thì mình cũng đã thực hành luôn rồi, mình đã có cái kinh nghiệm. Và như vậy thì một lần nữa Long có thể cho cái số điện thoại để quý vị nào mà có cái nhu cầu bán nhà và mình cũng muốn thử cái cách thức nếu mình có những cái iBuyer, bởi vì thật sự cái iBuyer nó không, mình đưa ra bán nhà thật sự người iBuyer sợ họ sẽ không tới mình, nhưng mà cái người agent của mình ok, mình submit cái form đó vào những cái công ty thì mình coi thử cái tình hình ra sao, thì đó là một cái cơ hội và họ sẽ báo cho mình cái định giá. Đúng mình rồi. Cảm thấy nó ok, giá tốt hơn thì mình bắt đầu mình để trên bàn cân, còn nếu mà cái giá của nó không có gì mà đặc biệt lắm thì mình gạt qua bên ngoài thì nó không có tốn kém cho mình nhiều, nhưng mà nó song song đó thì nó là một cái thêm một cái cơ hội cho mình. Nếu như mà quý vị có thắc mắc câu hỏi gì về iBuyer hoặc là những đề tài khác, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 602-515-2442. Và trong cái chương trình kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ nói đề cập về một vấn đề, những cái hiểu lầm tai hại. Đúng mà rồi. Nhiều khi hiện giờ chương trình này chúng tôi chỉ có giới hạn cho mình chỉ nói về những lợi và hại, nhưng mà có những cái hiểu lầm mà chúng ta vẫn có thật sự là cũng chưa hiểu hết về cái iBuyer. Thành ra chúng ta 900 phút cũng sẽ giống như là ngày hôm nay vẫn hoàn toàn mới với cái iBuyer, thì hy vọng tất cả quý vị sẽ đón xem chương trình kế tiếp của Diop của chúng ta để chúng ta biết những cái sai lầm khi chúng ta, hay là những cái hiểu lầm của những người mà nghĩ về cái iBuyer, buôn bán về iBuyer. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Và nếu quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị có thể comment ở dưới những cái video của chúng tôi, cũng như quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Long Lê để có thể nhờ Long Lê có thể giúp đỡ cho quý vị trong việc bán nhà của mình hoặc là mua nhà của mình, hoặc là có những cái deal gì đó đối với iBuyer, cái công ty. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể buôn bán nhà những gì mà nó tương đối nó bình thường thì Long Lê thì tuyệt vời rồi. Lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Đi Ốc Arizona trong kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Phong cách thời trang luôn là một đề tài được các bạn trẻ ngày nay theo đuổi. Mời quý khán giả cùng theo dõi về các phong cách thời trang cơ bản trong chương trình Đời Sống và Văn Nghệ ngày hôm nay qua sự trình bày của Sứ Ngôn Viên Mộng Trinh. Mừng Trinh xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay trong mục Đời Sống và Văn Nghệ xin mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Các phong cách thời trang cơ bản bạn nên biết.
Sự biến hóa, xoay vần của thời trang theo dòng chảy của thời gian là một câu chuyện khó có hồi kết. Qua hàng trăm năm phát triển cùng với tên tuổi của hàng loạt các nhà tạo mẫu danh giá, các phong cách thời trang dần được hình thành. Phong cách cổ điển classic, hay còn có tên gọi khác là Parisian style, là hiện thân của các cô gái Pháp, nữ tính, đầm thắm, điệu đà, nhưng không kém phần sang trọng và lịch thiệp. Đó là những tính từ để nói đến phong cách classic. Điển hình nhất chính là nhà thiết kế Coco Chanel, biểu tượng thời trang linh hồn đậm chất classy and fabulous, người con đáng tự hào của nước Pháp. Phong cách cổ điển không hề hạn chế về tuổi tác. Dù bạn ở độ tuổi nào, phong cách này luôn mang tới thần thái sang trọng khó tả nếu được người mặc tận dụng tối đa những ưu điểm của nó. Những cô gái Pháp luôn là những một trong những biểu tượng hàng đầu của phong cách thời trang cổ điển quý phái. Màu sắc chủ đạo của phong cách này là đen, nâu đỏ, xanh coban và trắng, và thiết kế chủ yếu là các đường cắt ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ. Không cần đồ hiệu đắt tiền, phái đẹp vẫn có thể mặc thật sang như hội Christie's. Làm thế nào để chinh phục phong cách thời trang sang chảnh dù không sở hữu tủ đồ hàng hiệu như hội con nhà giàu Crazy Christian? Phong cách tối giản. Các tín đồ thời trang hẳn không còn lạ gì với tên gọi này. Minimalist được lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy origami của Nhật, với những thiết kế tiết chế hết mức có thể, những đường chiết ly chi tiết cầu kỳ, chỉ giữ lại form dáng cơ bản và màu sắc cũng được đơn giản hóa. Chất liệu chủ yếu được dùng để tạo nên những thiết kế mang phong cách tối giản thường là vải có độ dày phù hợp để tạo form dáng cần thiết như taffeta, tweed, dạ. Với những cô nàng yêu thích phong cách thời trang thiên về sự tối giản nhưng vẫn muốn giữ được vẻ quyến rũ và nữ tính, các thiết kế với các đường cắt mai táo bạo và kiểu dáng ôm sát vừa vặn cơ thể là một gợi ý đáng cân nhắc. Phong cách tự do, hippie, phóng khoáng, du mục, bất quy tắc và sôi nổi chính là những từ để miêu tả phong cách hippie. Đặc trưng là những bộ quần áo hoặc đầm suông, nhiều tầng lớp và xếp nếp, không tuân theo bất cứ một quy tắc phối hợp nào và thường đi kèm phụ kiện cài đầu, băng đô, tạo nên tổng thể tưởng như xòe xòa nhưng vô cùng hợp lý. Xuất hiện từ đầu những năm 60 tại Mỹ, phong cách hippie từ khi ra đời đến nay đã chiếm trọn cảm tình của những cô nàng phương Tây với lối sống thoáng đãng và tư duy rộng mở. Đi ngược lại hoàn toàn với minimalist hay classic style, hippie như một đứa con hoang ngổ ngược nhưng khôn khéo để mang đến cho thời trang một sự hiện diện vô cùng ấn tượng và không thể thiếu. Chất liệu da, denim và những chi tiết tua rua là những yếu tố quen thuộc luôn xuất hiện trong các bộ trang phục phong cách hippie. Phong cách thời trang hippie kết hợp cùng với chất liệu ánh kim thời thượng mang đến vẻ ngoài hiện đại ấn tượng. Phong cách Bohemian, Boho, thường bị nhầm lẫn với hippie. Phong cách Boho được lấy cảm hứng từ những chiếc đuôi vái bồng, xòe của thời trang đầu đời, kết hợp với họa tiết, những đường xếp ly và phong thái dịu dàng nữ tính hơn nhiều so với phong cách hippie. Điều đó được thể hiện rõ qua những chiếc đầm dài chạm mắt cá, phụ kiện đi kèm là vòng, lắc tai làm từ dây cói với những bông hoa lớn, tóc tết đuôi cá. Phong cách thể thao, sporty, ngày càng trở nên phổ biến trên sàn diễn hay những con phố thời trang hào hoa bậc nhất. Phong cách sporty bỏ qua mọi định kiến rằng chúng chỉ dành cho những buổi tập luyện mướt mát mồ hôi. Nhờ vào sự tiện dụng, thoải mái và nhất là những biến tấu trong thiết kế, xu hướng sporty ngày càng thịnh hành và được hàng loạt các ngôi sao ưa chuộng. Đặc trưng của những sporty chic, những cô nàng thích phong cách sporty là thường xuất hiện trong đồ thụng và rộng, áo hoodie hoặc tank top bó sát với hình in con số rất lớn hoặc những sọc trắng nổi bật trên nền quần sẫm màu. Bản thân của những cô nàng này là giày sneaker, túi sport, bag hoặc mũ lưỡi chai. Phong cách bread pie xuất phát từ trường học và cảm hứng chủ đạo được lấy từ bộ quần áo đồng phục của tầng lớp trung lưu và thượng lưu từ những năm 1912 và dần trở nên phổ biến vào những năm 1950. Preppy trở thành thuật ngữ Mỹ dùng để chỉ một nét đẹp văn hóa hiện đại trong cả lối sống, cách ăn mặc và trang điểm của dân Mỹ. Sự cổ điển và đồng điệu vốn có của phong cách thời trang này bao gồm cả cách phối hợp hài hòa giữa trang phục và trang điểm, giữa phong thái và chuẩn mực ứng xử. Điểm nổi bật của Preppy là
là những đường cắt mai sạch sẽ với chất lượng cao và được gia công tỉ mỉ. Rabbi nói không với phụ kiện rườm rà, chi tiết thái quá hoặc những đường cắt khớp tái bạo sexy. Bí kíp dược thảo lá sông đặc chế giúp chống lại cảm lạnh và cúm, mở xoang phổi, thanh quản, làm nới lỏng cơ bắp và giảm dị ứng, thúc đẩy lưu thông máu, đổ mồ hôi ra độc tố và tạp chất, loại bỏ các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn và các tác nhân gây viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp giảm căng thẳng và tăng tinh thần minh mẫn. Hãy gọi ngay 916-666-0218, 916-666-0218 hoặc info@mnmothernature.com. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút đăng ký, ghi danh subscribe cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.